Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lại về được một em bò rừng nữa. Đây là chính là chiếc Sanyo WCD950, một trong những cái chiếc đài bom bóc rất là khủng đến từ thương hiệu của Sanyo, và có thể nói là đẳng cấp nhất của hãng. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc Sanyo 950 này anh em sẽ chơi được hai phần CD, hai phần cassette. Ngoài ra thì anh em có thể chơi được radio và AUX kết nối ở các cái thiết bị bên ngoài vào. Thì con Sanyo này thì bên em bán tương đối là nhiều thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà ít cũng không phải ít, tại vì để kiếm được những con mà hàng còn đẹp, chạy hoàn hảo về thì cũng rất là khó. Thì ở đây anh em có thể thấy thì con này hàng về thì còn rất là đẹp, tất cả tính năng nó đều hoạt động hoàn hảo hết. Và anh em có thể thấy thì cơ kiếp các thứ của nó chạy rất là tốt. Đó. Toàn bộ đều xài cực kỳ ok luôn. Sử dụng nguồn điện là 100V nha anh em. Con này thì anh em có thể thấy nó có hai cái loa xúc bát nằm ở phía trên hông này. Đó, và đây nó có một cái cần để chúng ta điều khiển. Rất là hay. Đây có cái cần gạt equalizer. Nếu mà anh em nào theo dõi thì chắc em không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Chủ yếu hôm nay là hàng về thì em quay lên để giới thiệu cùng với anh em thôi. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nhé. Bây giờ em sẽ test chức năng cho anh em nghe. Mắt đọc rất là tốt nha anh em. Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, chân gầy nghiêng bóng cài sầu thương. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tưởng như bước lên hè phố. Có người con gái buông tóc về, vui ngày xuân về, tiếng cười giòn khắp xóm làng, vui ngày vui.